bên tay trái mình có cái nhà kho gì đó, nhưng bây giờ bỏ không rồi. Tiếp tục nha, bên tay phải 219 220 giống như đọc lô tô 225, không phải lô tô mà là sở chủ, sở chủ ba con 231. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Bên tay trái chúng ta đó là cái công viên nhỏ nhỏ cặp theo cái những cái bến năm xưa. Những cái công viên này mới xây dựng sau này thôi, nó thành lập sau này thôi, vài năm trở lại đây thôi. Và hôm nay trong cái chuyến hành trình rong ruổi đi vòng vòng ở quận 4 này, dạo chơi, thì em cũng gửi đến anh chị và các bạn những cái hình ảnh ở con đường Tôn Thất Thuyết. Và chúng ta sẽ đi đến một cái hẻm, đó là hẻm 243. Video này đặc biệt em gửi đến chị Bảy nha, để chị có dịp cập nhật lại cái hình ảnh ở khu vực Tôn Thất Thuyết này. Bên tay phải chúng ta đó là số 84. Thì hôm bữa mình có đi bộ ở đầu đường Tôn Thất Thuyết ở khu khúc bến đò đó. Hôm nay thì mình đi xe máy ở khúc cầu Tân Thuận 1. Mình đi từ đây mình đến cái hẻm 243 đó. Cái hẻm đó có lẽ nằm bên tay phải, tại vì bên tay trái là xong rồi. Bây giờ là số 94 rồi. Ở đây có những cái dừa bán cừ, bán vừa cừ tràm đó. Bên phải thì những cái nhà mới xây, bên trái thì cũng còn đâu đó là cảng 38 Tôn Thất Thuyết nè. Ở đây ngày xưa rất là nhiều nhà kho và bến cảng, bến đò đó, nên sau này ở đây cũng là cái bến luôn nè. Bến Trần Xuân Soạn bên kia bán rất là nhiều trái cây nông sản ở dưới quê gửi lên, họ chở lên đây họ bán buổi chiều đó. Rồi sau này Tết thành một cái hội bán trái cây đủ thứ hết trơn á. Ở bên đường Trần Xuân Soạn quận 7 đó. Bên đây xong là quận 4 và bên kia xong là quận 7. Chúng ta tiếp tục đi nha. Bên tay trái mình hình như đó là cái trường Đại học Nguyễn Tất Thành, không phải là trường mà là cái ký túc xá. Bên phải mình là chợ Xóm Chiếu, đường Xóm Chiếu đi vô chợ Xóm Chiếu. Ở đây có hẻm 200, hẻm ăn vặt rất là nhiều ở đây. Hẻm 200 là chợ 200. Hôm nay sẵn đi đến đây rồi thì em cũng gắn camera lên và chia sẻ với các anh chị và các bạn, để ít khi có dịp đến thì sẵn đến thì mình quay luôn. Người công việc thì lâu lâu thỉnh thoảng có cái hướng đi ra đường, thì đi đến đâu thì cũng có những cái video gửi anh chị và các bạn cập nhật những cái hình ảnh về Sài Gòn ở hướng đó. Thông qua những cái video đó thì có rất là nhiều comment của các anh chị và các bạn, thì thông qua những comment đó thì em sẽ thực hiện rõ hơn trong những cái video sau. Đại loại như video này, chúng ta sẽ đi vô cái con hẻm, ở đây có cái chợ nhỏ nhỏ nè, rất là đông hả. Chợ này không có tên, chắc là chợ 200, chỉ là chợ ven đường thôi.
chiều bà con đi đi làm về đó, rồi đi chợ mua đồ ăn rồi về nấu cơm luôn. Đi thẳng tới nữa mình sẽ có cái cầu Tân Thuận. Đó, không phải cầu Tân Thuận mà cầu Kinh Tẻ. Em nói nhầm, sorry các anh chị. Ở đây có tiệm bán tạp hóa quá trời luôn. Gỏi cuốn 6.000 một cuốn. Lâu nói chuyện, mình đi đến cái số 183 rồi. Để một hồi nữa nó lố nữa. 183. Buổi chiều ở Sài Gòn cũng như ngày nào, chúng ta thấy một cái cảnh rất là tấp nập. Có lẽ bây giờ sẽ tấp nập hơn ngày xưa. Phía trước mình đó là cầu Kênh Tẻ, ngày nay đang làm lại cái bề mặt cầu á. Họ đang mở rộng ra. Phía dưới chân cầu này có một cái cô bán trái cây cốc ngâm đồ rất là nhiều. Nhưng mà chỗ vị trí này hơi bụi, tại vì công trình đang làm đó. Họ bán ở dưới, mỗi khi có cơn gió đi qua là hiểu rồi ha. Đây 189, số bên phải mình đây. Đến 189 nè. Kiếm số 243. Mình quẹo vô thử coi hẻm nó như thế nào ha. Nếu được cùng hẻm cùng thì mình sẽ lùi cho ra đó. Thì hôm bữa cái video này em cũng có đi bộ rồi, nên các anh chị nếu mà xem kỹ hơn thì mình có thể xem lại ha. Xóm lao động quận 4, đường Tôn Thất Thuyết. Bên tay phải mình là 196 rồi. Rồi 196A, 197. Ở đây có con đường mình quẹo phải để lên cầu Kênh Tẻ nè. Nhưng mà chúng ta không quẹo ha, chúng ta đi thẳng luôn. Đây là số 210 rồi. Bên tay trái mình có cái nhà kho gì đó, nhưng bây giờ bỏ không rồi. Tiếp tục nha, bên tay phải 219, 220, giống như độc lô tô, 225, không phải lô tô mà là sửa chủ ba con, 231. Chừng nào tới 243 là mình vô một kỳ vậy đó ha. 232 rồi nè. Nói cho vui nữa mà. 235. 238. 239. 242. Ủa, 243 đâu? Hẻm 243. 243 đây, hẻm thì hẻm 3 xịt 90. Trong đây cũng có nhiều quán tạp quá quá. Ở đây xịt 11 rồi. Ồ, hẻm này dài dữ. Hẻm này giống mê cung quá. Không biết họ biết đường ra không đây. Ủa, ngoài đây là 2.
03-92 92-1 kiếm đường mình hoành cho ra nha. Thôi mình trở ra thôi. Ở đây là 243-88. Này cũng hơi nhỏ. À, cái khúc này là 243-90. Rồi 90-1 ở đâu ta? Quay trở ra nha, tại vì mình cũng không có mục đích nên mình không có hỏi nhà người ta được, chị thông cảm nha. Đó là nói chung là cái đoạn 243-90 lúc nãy đó, nhưng mà cái 1 nữa thì chắc phải tìm vòng vòng đó, nhưng mà phải hỏi mới ra được. Đối diện là cái tiệm sửa xe và bán bồ câu, bên đây là cái chợ. Nếu mà cái hẻm lúc nãy mình đi bộ cầm camera vô đi vòng 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 thì cũng được chứ không sao, nhưng mà tại vì không có lý do thì vô mình hỏi cũng kỳ, nên thành ra những hình ảnh này gửi chị tham quan tham khảo nha. Nãy mình đi tới là 243-90 đó, 1 nữa thì ngay khu vực đó luôn đó, nhưng mà tại vì không tiện hỏi. Rồi một số hình ảnh ở khu vực đường Tôn Thất Thuyết, rồi hẻm 243-90, còn cái 1 nữa mà chưa ra. Hy vọng là đến đây thì chị cũng thấy được khung cảnh ở hẻm này như thế nào ha. Bà con ở đây cũng rất là tiện, ở đây có cái chợ nhỏ nhỏ nè, mặc dù cái hẻm nó cũng hơi nhỏ nhưng mà mình thấy cũng tiện, cũng lợi, cũng tiện lợi. Nhà thì cũng hơi có nhà mới, nhà cũ, có nhà nhỏ, nhà lớn. Nói chung ở Sài Gòn mà có nhà là hạnh phúc rồi. Một số hình ảnh quận tư này gửi cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt gửi đến chị Bảy. Chúc chị luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Chúng ta quẹo qua đường Nguyễn Khoái, Nguyễn Khoái để đi ra đường Tôn Nguyễn Tất Thành. Bây giờ em đi về nhà đây.